Năm 2014, dịch sởi bùng phát tại Việt Nam, làm gần 150 trẻ tử vong chỉ trong thời gian ngắn. Các chuyên gia cho rằng, hậu quả này một phần do trào lưu anti-vaccine sởi trước đó. Vì bỏ sót mũi tiêm thứ hai, con gái của chị Lý Ái Vân đã mắc bệnh sởi và phải điều trị suốt gần một tuần qua tại khoa nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1. May mắn, không có biến chứng xảy ra với cháu. Như là do mình, gia đình mình khó khăn đi làm ăn xa đó, con thì thường gửi cho bà nội, bà ngoại gì ở quê đó. Trong khi đó người già người ta nhiều khi cũng không có để ý mấy cái việc đi tiêm chích, tiêm phòng á. Trong đó nhiều khi 9 tháng đi chích rồi cái tới tháng 12 là không có đi chích. Xong cái là nó bị mất hết một mũi. Phụ huynh mà không thực hiện đúng những cái chiến dịch mà tiêm sởi của trường học và cái y tế dự phòng họ đang đề ra hiện nay nè, thì chắc chắn em bé đó sẽ tiếp tục bị sởi. Và khi mà em bé mà không có chích ngừa đó, mà mắc sởi đó, và đặc biệt là những em bé nó có cơ địa đặc biệt đó, thì nó sẽ có rất là nhiều biến chứng, thậm chí là phải trả giá bằng cái tử vong. Có một cái ca là rất là đáng buồn đó, đó là nó bị viêm não sau sởi. Và khi nó viêm não sau sởi như vậy đó, thì nó để lại một cái di chứng, có khả năng là mình cứu sống được em bé đó, nhưng mà em bé nó sống được sống thực vật. Thì rất là khó chịu khi mà mình nhìn thấy một cái bệnh mà nó có vaccine, vaccine rất là dễ chích, rất là dễ ngừa mà lại bị như vậy. Số bệnh nhi mắc sởi đang điều trị tại khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 trung bình gần 40 em. Con số này vẫn tiếp tục tăng trong 2 tuần cuối tháng 12 và chưa được chủng ngừa là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng số bệnh nhi nhập viện do sởi tăng cao. Do thông tin tuyên truyền mà không phải là chính thống. Thường đó là thông tin của cái mạng xã hội đó, họ chống vaccine. Rồi có một số phụ huynh thì quá khích, rồi đồn là tiêm vaccine cho nó sẽ bị bệnh, rồi bị tự kỷ, rồi bị đủ thứ hết á. Và người ta muốn sống theo tự nhiên, là trì hoãn đi. Không tiêm thì đương nhiên là mắc bệnh thôi. Việt Nam là một trong 25 quốc gia sản xuất được vaccine trên thế giới và là nước thứ tư tại châu Á có thể sản xuất vaccine phối hợp sởi rubella sau Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc với hiệu quả cao tới 95% sau khi tiêm đủ mũi. Vaccine là thành tựu y tế lớn nhất của nhân loại khi hiệu quả phòng chống bệnh đã được thể hiện qua những con số rất cụ thể. Nhưng những thành tựu đó chỉ có thể mang đến hiệu quả phòng bệnh cho cả cộng đồng khi nhận thức của các phụ huynh được nâng cao trong việc tham gia tiêm chủng đúng lịch trình và đầy đủ cho con em mình.